Chào bà con cô bác, hôm nay ngày 10 mùng 1 tháng 11 nha. Cây Samsung Z2 Prime, cây này thì Android 6.1 RAM 1GB dưới bộ nhớ 8GB. Bán 250 nha, 250. Dòng này xài SIM 4G rất là tốt luôn. Có hai màu nhé, màu vàng và màu hồng. Cây nào màn hình cũng đẹp hết nha, giá đồng giá là 250 một cây nha. Còn cây Samsung A20, cây này thì Android 11 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó, ai thích xài YouTube đỏ thì lấy mấy cây Android trên 7 chấm xài YouTube đỏ nhé. Cây này giá 800.000 nhé, Samsung A20 nhé, 800.000. Màn hình còn rất là đẹp nha. Đó, màn hình rất là đẹp luôn, không có ám nha. Oppo Leo 9 nhé, Android 5.1, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cái này thì bán 300.000, 300.000. Nhưng mà màn hình nó ám nha, màn hình nó ám cho nên mình bán 250 nhé. Oppo Leo 9. Còn Oppo A3s nha, Oppo A3s, cái này Android 8.1, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cái này bán 700.000, 700.000, là màn hình rất là đẹp nhé. Còn màu cây này cũng A3s nhé, cây này thì nó màu đen. Đó, màn hình thì cũng đẹp như nhau nhé, cũng giá 700.000 một cây. Redmi 7, Android 9 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 600.000. Đó, còn dán cường lực luôn, chưa có bóc ra nha. Màn hình cũng đẹp nha, Redmi 7 này thì bán 600.000, vỏ xấu nha. Còn cây Oppo A15 nha, Android 10 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB, cây này bán 700.000. Nó vỏ rất là xấu luôn, vỏ xấu rồi màn hình cũng xấu nữa nha. Cây này lên màu trắng thì mới thấy rõ thôi đó, nó ém màu trắng xấu. Bán có 700.000 nha, Oppo A15. Còn Oppo A83, cây này thì Android 7 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB, bán 600.000. 600.000 cây Oppo A83. Cây Nokia 3.2 nha, Android 11 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 400.000 nha. 400.000 là bị lít kính nha, nó bị lít kính. Còn màn hình này còn vẫn còn đẹp như bình thường nha, vẫn xài như bình thường, nó chỉ có lít kính phía ngoài thôi. Bán 400.000 nữa nha. Samsung Z7 cộng, Android 8.1, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cái này thì bán 1 triệu. 1 triệu là giá màn hình rất là đẹp luôn nha. Cái này nó đang chạy ứng dụng gì rồi. Cái Samsung Z6 cộng nha, Android 11 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cái này thì bán 800.000. 800.000 là Z6 cộng, màu đen nha. Còn cây này thì màu màu xanh nha, màu xanh. Sườn thì màu xám nha. Còn màn hình thì cũng rất là đẹp nha. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. Dòng Z6 cộng màn hình rất là sáng nha. Còn Oppo F3, cây này Android 6 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Cây này thì bán 600. 600.000 là giá màn hình đẹp nha. Samsung Z4 cộng, Android 9 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 600. 600.000 cây Samsung Z4 cộng, màn hình rất là đẹp luôn.
Còn Samsung A10s nha, cái này thì Android 11.2, bộ nhớ 32GB, cái này thì bán 700. Màn hình thì cũng rất là đẹp nha. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. Samsung A11 nha, Android 12.3, bộ nhớ 32GB, cây này thì bán 1 triệu. 1 triệu cây Samsung A11, màn hình hơi bị đốm trắng. Mình có hai cây nha, cây màu trắng này cũng vậy nha, cũng giá 1 triệu luôn, đồng giá. Còn Samsung A6, cái này Android 10.3, bộ nhớ 32GB, cái này thì bán 700 ngàn, cây Samsung A6. Đó, màn hình cũng khá đẹp luôn. Cái A6 này vỏ nhìn cũng tương đối khá nha, tương đối đẹp luôn. Samsung A7 2018 nhé, Android 10.4, bộ nhớ 64GB, cái này thì bán 1 triệu nhé. 1 triệu là giá vỏ xấu nhé. Đó, vỏ rất là xấu luôn. Màn hình thì rất là đẹp nhé, nhưng mà vỏ rất là xấu. Bên mình có hai màu nhé. Cái A7 2018 này là màu đen nhé, cái này màu đen. Sườn thì cũng xấu nhé, nhưng mà đẹp. Nó giá thì cũng có 1 triệu nha, cũng cây nào cũng RAM 4, bộ nhớ 64GB. HTC 10 Evo, cây này Android 7.3, bộ nhớ 32GB, bán 600.000. 600.000, giá màn hình rất là đẹp luôn nha. Samsung Z700 nha, Android 6. RAM 2, bộ nhớ 16GB, cây này thì bán 500.000. 500.000, màn hình đẹp không ém nhé. Những dòng Android 6.1 bà con lên xài YouTube xanh nhé, chứ YouTube đỏ thì có cây xài được có cây không. Còn Android 7.0 thì xài rất là vô tư luôn. Samsung Z7 Prime, Android 8.1, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 700. 700 là màn hình rất là đẹp nha. Đó, màn hình rất là đẹp luôn, không ém nha. Huawei Nova 3i Android 9. RAM 4, bộ nhớ 128GB, cái này thì bán 900.000. 900.000 là màn hình nó bị đốm xấu nha, mình bị đốm góc này chút xíu nha. Sườn thì nhìn cũng còn tương đối thôi. Z700, cái này Android 6.1, RAM 2, bộ nhớ 16GB, cây màu vàng này thì 400.000 nha. 400.000 vì nó xài tiếng Anh nha. Cây này thì toàn tiếng Anh nha, cây này bán 400.000. Đó là có hai cây nha, cây 500 và cây 400 nha. Samsung Z5 2016 nha, Android 7.0, RAM 2, bộ nhớ 16GB, cây này thì bán 400.000. Cây này bán 400.000, màn hình cũng còn khá đẹp. Samsung A30s, cây này Android 11.0, RAM 4, bộ nhớ 64GB, cây này thì bán 1.2. 1.2 cây Samsung A30s này, màu xanh, cây này cũng còn rất là đẹp luôn. Còn Samsung M20, cái này Android 10.0, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 800.000. 800.000 là màn hình đẹp không ém nhé. Samsung Z6+, cái này thì Android 10.0, RAM 4, bộ nhớ 32GB, cái này thì bán 900. 900.000 cây Z6+, A6+ nha. A6+ là RAM tới 4GB, còn cây Z6+ thì có 3GB thôi. Còn Redmi Note 7 Android 12.0, RAM 4, bộ nhớ 64GB, cây này thì bán 900.000 nha. 900.000 là lắp bị bể nha, lắp sau bị bể.
Còn màn hình thì còn rất là đẹp nha. Cây Redmi Note 3 nha, Android 6.1, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 400.000 cây Redmi Note 3 nha. Màn hình cũng rất là đẹp nha. Còn Samsung Z7 Pro, Android 9.0, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 900.000 cây Z7 Pro nha. Màn hình cũng rất là đẹp luôn nha. Samsung A31, Android 10.0, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Cây này thì bán 1.500.000. 1.500.000, giá là màn hình rất là đẹp nha. Màn hình này rất là đẹp luôn. Oppo F7, cây này Android 10.0, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Cây này thì bán 800 đó, màn hình đẹp không ém nha. Màn hình đẹp không ém luôn. Oppo F7. Samsung A7 2017, Android 8.0, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 1.000.000. 1.000.000 cây Samsung A7 2017 nha. Đó, màn hình cũng rất là đẹp không ém nha. Đó, cây nào mình nói không ém là ship tới nơi đảm bảo bà con kiểm tra sẽ không bị ém nha. Còn ngoại trừ nó có vấn đề lít lát hay này kia đó thì báo lại mình hỗ trợ shipper, mình hỗ trợ chốt cái khác. Tại do shipper nó làm bể hay là gì đó thì mình hỗ trợ ship lại cái khác nha. Samsung A30, cái này Android 10.0, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Cái này thì bán 1.000.000. 1.000.000 cây Samsung A30. Ở màn hình hơi bị đốm này. Hơi bị đốm chính giữa chút xíu. Samsung Z8, Android 10.0, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 800.000 cây Samsung Z8 nha. Màn hình cũng rất đẹp không ém nha. Còn Samsung E03S nha, cái này Android 13.0, Android 13.0, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 1.000.000. Màn hình cũng hơi bị đốm trắng ở đây chút xíu. Đó, những cái lỗi thì mình chỉ rồi, thì bà con muốn biết chi tiết thì mình tua lại coi cái phần đó nha. Vivo 1906 nha. Android thì 11.0, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 900.000. Đó, vỏ nắp sau thì nó hơi xấu, chưa đánh bát nha. Vì lột ra chưa có đánh bát nè. Còn màn hình thì rất là đẹp nha. Bán 900.000. Còn Samsung A70, Android 11.0, RAM 6, bộ nhớ 128GB nha. Cây này bán 1.500.000 nha. 1.500.000 cây Samsung A70. Đó, màn hình đẹp không ém luôn nha. Đó, ấy YouTube Sun bây giờ người ta xài cũng rất là nhiều nha, vì nó không có quảng cáo á. Cho nên mình lấy mấy cái dòng Android thấp thì cứ xài YouTube Sun cũng chắc ăn, khỏi cần quảng cáo gì đó. Dòng cao vậy mà người ta còn xài YouTube Sun. Còn Huawei Y9 2019, Android 9.0, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Cái này thì bán 900.000 cây Huawei Y9 2019. Cây máy tính bảng F11 Pro nhé, Android 9.0, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 800.000. Nó vỏ thì nó thiết kế bằng thiết cho nên nó cũng không có được đẹp, không được đẹp bằng mặt kính. Màn hình rất là đẹp nha. Đó, màn hình rất là đẹp luôn.
Tab 10 Wi-Fi nha, Android 11 chấm RAM 2, bộ nhớ 32GB, cây này thì bán 900.000. Cây này bằng mặt sau bằng kính rất là đẹp luôn. Đó, màn hình lên coi cũng còn khá đẹp nha. Cây Tab AB555, cây này Android 7 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB, bán 700.000. 700.000 là cây Tab AB555 nha. Cây Tab XT30, cây này Android 11 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 800.000. 800.000 là giá bị lít kính nha, lít mặt kính sau. Còn màn hình còn rất là đẹp luôn nha. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. iPad 4 nha. iPad 4 bộ nhớ 16GB. Cây này có xài SIM. Bán 700.000. 700.000 cây iPad 4. Đó, màn hình cũng còn rất là đẹp nha. Bán 700. À, như thường lệ ai mua thì chốt kèm Viettel 50.000, shipper tới lời trừ ra, ai chuyển khoảng 100.000 bao ship, ai chốt 2 cây một lần mình cũng bao ship luôn, thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy, hoặc là shipper nó giao tới máy có vấn đề báo lại mình hỗ trợ shipper khác, tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Chào bà con cô bác nha.